Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình có cái buổi xúc chạc, xúc đất, biết các nói chung là nó gọi là hỗn độn đấy. Quăng vào trong này mình san một cái nền nhà. Đây là một cái nền nhà xưởng đây. Các bạn nhìn thấy không? Đây, trong này là một cái nền nhà xưởng nhà người ta đấy. Mình làm đây, quăng từ tận ở ngoài kia, làm một quăng vào trong này cho người ta cho nó cái nền đẹp. Thì nếu mà như kiểu máy mà làm giờ ấy, máy mà làm giờ thì các bạn có thể là muốn làm như thế nào làm, quăng đâu quăng, miễn sao mình cứ xong được là được, đúng không? Nhưng mà đối với cái máy mà làm nhiệt khoán ấy, đối với máy nhiệt khoán nha, thì mình ấy, mình phải tính đường làm sao mà quăng thật là ngắn này, tức là không, ý của mình ấy không phải là quăng ngắn là mà mình quăng ngắn đấy đâu, tức là ý là giảm được cái thời gian quăng ấy làm sao mà ngắn nhất để cho nó càng hiệu quả bao nhiêu thì mình càng quăng nhanh bấy nhiêu. Đấy. Thì đây các bạn nhìn thấy không? Đằng trước đây là nó có một cái tủ điện đây. Đấy, vướng. Kế bên này đây là nó có một cái cột đây đúng không? Trước gầu đấy. Thì cái điện này nó hơi vướng thì mình vào cái máy ở giữa đấy ấy. Để chắc chắn di chuyển máy ở giữa như vậy thì nó khó quay cái quay qua quay lại nó chậm. Các bạn tính toán làm sao mà đấy, mình bị quăng tận vào trong kia, các bạn thấy không? Đấy, tận cái cửa sổ mình cả cái ô trông trông đấy, đằng trước gầu mình này. Đấy, mình làm sao tính toán từ đây về đấy quăng khoảng 2 lần thôi là đẹp, không phải quăng đi quăng lại nhiều lần, tốn thời gian. Đấy, thì các bạn có thể đứng xéo máy như này, mình đang đứng xéo máy vậy, các bạn có thể quay đây là nửa vòng. Đấy, quay chỉ cần quay nửa vòng nó vào bỏ vào gần tới đây rồi, đúng không? Đấy, nếu các bạn đứng máy chỗ này đây, các bạn đứng máy chỗ này đây nha, đứng máy trước này mà các bạn quay thì nó sẽ gọi là quay được một vòng tròn rồi, mà các bạn đứng máy kia nó cũng cương nữa đấy, nên mình phải lựa cái thế làm sao mà đứng để quăng để tối ưu nhất. Đây, mình đứng đây mình chỉ quay gần nửa vòng này đấy, là mình đã quay được tới cái cột này rồi đấy, thấy chưa? Đây các bạn nha, cái cột chỗ này đây là bắt đầu như kiểu là đầu hè đấy. Đấy, đầu hè đấy. Thì chỗ này mình cứ sụp sâu hẳn xuống đi để cho nó đủ đất ở bên trong. Đấy, còn thiếu bao nhiêu mình đứng hẳn ở ngoài kia. Đấy, đứng hẳn ở chỗ cái bà đang đứng kìa. Đấy, mình đứng hẳn ngoài đấy. Mình chỉ cần quăng vào phát là mình rút máy ra luôn, tránh làm đi làm lại nhiều lần. Đây, tay trang thì mình sẽ không cần chỉ đấy, các bạn biết là tay là tay nghịch rồi. Đấy, mình cứ đứng đây mình quăng, mình cứ căn xúc hết luôn được. Đấy, các bạn nhìn rõ không? Quăng sâu vào trong luôn. Đây, mình có thể đẩy ra được, nhẹ ra cho nó vào trong được. Đấy, kéo đẩy vào cột nhá. Đấy, đẩy vào cột, nó đổ cột đấy. Đấy, chỗ này mình cứ xúc hết đi nhá. Hết được, sau này mình lại bỏ mà thôi, nhanh thôi mà. Đấy, tôi quăng hết vào đây. Mình cứ quăng cao cao ở đây. Nếu các bạn đứng theo kiểu theo chiều dọc như vậy, đây, chiều dọc như kiểu ngang ngang rồi đấy, mình nhìn như vậy là hành chiều ngang nhá. Nếu các bạn quay theo chiều ngang này ấy,
các bạn sẽ phải quay một vòng. Mà các bạn quay một vòng thì nó rất lâu. Đấy. Mày chỉ cần đứng như vậy thôi. Đấy, các bạn quay như này là đứng một nửa vòng. Ở đây có thể các bạn làm quán, có thể các bạn có thể làm nhanh. Đấy, làm nhanh nhưng mà các bạn cũng phải để ý. Ví dụ như là cột này, kèo này, rồi chân tiếc các thứ chạy này. Thứ nhất ở đây là cái nhà này là họ mới phá, rất nhiều là mảnh ván này, mảnh cốt pha đinh điếc này, rồi sắp xếp này, là chọc vào lốp này. Đấy. Thì các bạn lưu ý đấy. Đây mình có thể xúc sạch như vậy này. Đây cái nền dưới là cái nền gạch gạch hoa ấy, thì mình cứ xúc sạch như vậy ấy, thì lát nữa mình di chuyển nó dễ hơn. Cái chỗ đấy chẳng còn bao nhiêu đất đâu. Đây các bạn có thể đứng ở một tận ngoài cái chỗ mà các bạn nhìn thấy cái đống đằng trước không? Đây, cái đống trắng đằng trước đây. Đấy, cái đống trắng đấy là các bạn đứng vậy một, chỉ cần một thân máy thôi là các bạn có thể quăng được vào tới đây. Như vậy là rất nhanh. Đấy. Đây mình cứ đứng đây mình quăng cho nó vuông hết đi. Thiếu bao nhiêu lát nữa mình bù máy ra. Thứ nhất nha các bạn, xúc sạch đi. Nó vừa được cái sạch đường để mình di chuyển máy. Cái thứ hai lớp nữa máy mình ra mình không phải di chuyển nhiều. Đấy. Cái lần vừa thôi, tay chân phối hợp nhịp nhàng thôi. Đây nhưng mà hiện tại thì chắc là mình quay ở đằng sau nó hơi xa nên các bạn không nhìn được vòng tua. Đây thông thường mình làm chỉ khoảng 1.300 đến 1.500 thôi. Thì tải này nó nhẹ mà, không cần làm nhanh, không cần làm nặng đâu, chỉ cần khoảng 1.500 là làm được rồi. Tua máy đấy. Đây mình cứ đứng làm sao mà mình cần cứ buông máy là mình làm thôi. Bảo để chất đống cao lên đây cũng được, không vấn đề gì. Lưu ý nha, đối với cái dòng đời cao này ấy, đây các bạn chắc là không nhìn thấy chân phanh ở dưới này, nhìn thấy rõ rồi chắc là quay không rõ đâu đấy, nhưng mà đây cái chỗ này các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Hôm trước mình có giới thiệu trong cái phần giới thiệu rồi thì mình không nói nhiều. Đến cái dòng đời cao này, khi các bạn làm ấy, các bạn chỉ cần đạp phanh thôi là được đấy. Đạp phanh là đạp cứng luôn, gài cứng luôn nha, để các bạn làm nha. Đây tôi chán, tôi không thích quăng nữa thôi thì tôi có thể là di chuyển vào trong cái đây nhá. Các bạn có thể nhìn thấy đúng đất đằng trước này không? Đây. Đây, các bạn đẩy ấy rất nặng máy đúng không? Đẩy đây vậy rất nặng máy. Đấy. Đẩy vừa nặng máy này mà lại không hiệu quả. Tôi không chọn phương pháp đẩy, tôi sẽ tìm một cái đường nào đó để tôi chui vào tôi xúc nó nhanh. Đấy. Đây mình có thể mình gạt cái đường này cho nó sạch sẽ đi để mình đi cho nó an toàn. Các bạn lưu ý nha, là khi mà mình đi di chuyển là mình nhớ là phải nhấc ben lên nha. Nhấc ben lên này, nhả phân phanh ra này, vào số này. Vào số đi nha, di chuyển nha, đạp chân ga, cứ từ từ đi thôi. Tôi chọn cái lối đi như vậy, tôi chỉ cần xúc tôi quăng ra cái là cái nền đất của tôi là đã được rồi, nhanh chóng rồi. Đấy các bạn cứ từ từ di chuyển thôi nha.
trí cân bằng nha, các bạn hạ ven xuống đã, rồi nó cân cái máy đã. Rồi các bạn cứ hạ ven chống vào lên một tí này, rồi sau khi cân bằng các bạn đạp phanh lại, gài lại. Thì mình nhắc lại với các bạn rằng ở cái dòng máy đời cao này, các bạn cứ để cân bằng và các bạn đạp phanh này là máy nó tự cân bằng, các bạn không phải bật nút cân bằng này nữa. Đấy, không cần phải bật nút trọng tránh hay gọi nút cân bằng này nữa nha. Đối với cái máy đời cũ ấy, thì khi đạp phanh các bạn phải bật trọng tránh lên để làm gì, để mình khi mình làm việc ấy thì máy nó không bị lắc la lắc lư nha. Đấy, một cái điểm khác biệt là cái dòng máy đời cao là như vậy. Các bạn chỉ cần đạp phanh, đây các bạn nhả ra này, nó kêu này. Đấy, là tự nó cài phanh rồi, đây này. Đấy, thấy không? Cái này không phải bật cân bằng. Cái cân bằng này ấy, để dùng ấy, là khi mình di chuyển máy ấy, mình chống bắn máy ấy. Đấy, mình chống mình bắn máy là mình cần phải dùng nó thôi. Còn khi làm việc chỉ cần đạp phanh là cân bằng nó tự động cài cho mình rồi. Đây, khi sau khi mình cứ đứng tầm này nữa, mình cũng bỏ, họ muốn san đâu, họ muốn san đây đúng không? Các bạn bỏ hết tầm đến đây luôn. Đấy, mình có thể lấy từ từ góc này, mình san dần luôn qua, không phải xúc nhiều. Đây, rất nhanh. Đây, bạn cứ đẩy ở đây nha. Các bạn thấy cách này hiệu quả không? So vì mình bị lùi máy và khi mình đẩy hoặc mình cào giật lùi rất lâu, mình chỉ cần lựa thế mình tìm, mình đứng máy đây cái là vào cái nơi là chỉ một tích là xong thôi. Chống bắn máy nhá, các bạn chống rồi thả phanh ra, đạp
xuống rồi, gạch cân bằng lại, chống nhẹ lên tí, muốn quay sang bên phải thì kéo cái ti này quay sang bên trái là tự động quay xoay bánh rồi. Đấy, chống bắn máy đó. Đấy, nó đơn giản thôi. Sau khi chống hạ nó xong, các bạn nhớ phải nhả cân bằng ra, muốn quay phát nữa lại chống lại. Đấy, đây. Thế thôi. Thì trên đây là mình chia sẻ cái cách mà san cái mặt bằng ở trong cái móng, cái nền nhà người ta, làm sao cho nó hiệu quả, cách an toàn. Thì hẹn gặp tất cả mọi người ở các video lần tiếp theo. Đấy, chúc mọi người một ngày mới thật là tốt lành nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.